Xin chào các em ha. Thì hôm nay thầy sẽ làm clip hướng dẫn các bạn vẽ cái thanh niên như thế này ha. Và chính xác nhất là chúng ta vẽ bằng Photoshop ha. Đây, các bạn xem thanh niên như thế này ha. Đó. Để vẽ cái này thì các bạn làm như sau. Đầu tiên thì thầy sẽ tạo ra một layer mới ha. Thì đầu tiên các bạn đừng nghĩ đến nghiêng ha. Chúng ta sẽ vẽ thẳng trước ha. Đây thầy vẽ thẳng như thế này. Một thanh thẳng như thế này ha. Đó. Sau đó các bạn cũng chấm màu ha. Ở đây thầy chấm sẵn là màu cam hay màu đỏ đúng không? Sau đó thì cái tô gradient cho nó này. Đó, vậy chúng ta có màu nha. Để chúng ta cần chấm đen chúng ta bỏ chọn đi này. Bây giờ nó là một layer riêng biệt như thế này. Nhưng mà quan trọng đó là thầy sẽ chỉ các bạn là cách để mà bóc nghiêng mà cái chân nó bằng ha. Chứ không phải là các bạn cần chấm T sau đó các bạn xoay nghiêng như này là không có đúng ha. Xoay nghiêng này thì cái chân nó không đúng. Mình xoay nghiêng nhưng mà cái chân vẫn bằng ha. Thì mới được, mới đúng ha. Làm cái này thì các bạn làm như sau ha. Bạn nhấn chọn chúng T hoặc là bạn vô ý luôn ha, chọn trên form bạn là skill này. Đó, chọn skill. Sau khi bạn chọn skill thì bạn sẽ kéo nghiêng nó ha, kéo nghiêng nó như thế này. Để chỉ mình kéo qua đây khoảng nhìn đây khoảng 18 độ ha. Khoảng 20 độ tùy thôi, bạn thấy có cái độ nghiêng thấy nó phù hợp không? Là 20.9 chẳng hạn này. Đó 20.9 chẳng hạn. Thì cái thanh này mình kéo đây là cái cạnh thứ nhất là mình kéo là 20.9 độ đúng không? Thì cái này cũng vậy, mình cũng kéo tương tự như vậy. Cũng là 20.9 độ. Nhưng mà cái nhớ chúng ta xem cái width ở trên đây này. Lúc đầu nó là 100% thì bây giờ cái width cái cạnh bên đây mình cũng kéo đúng là 100% thì nó sẽ đều. Đây khi nào đến khi nào đúng 100% thì thôi. Đó, đang là 124 117 này. Đó 100%. Đó, khi mà đầu bên đây cũng 100% thì là cái đầu bên đây và cái đầu bên đây bằng nhau. Tức là chúng ta vẫn bằng hai cạnh này đúng chiều nghiêng ha, nghiêng là đều là như nhau và cái khoảng cách width này này cũng như nhau luôn. Được chưa? Thì ok, sau khi xong rồi thì các bạn sẽ nhân bản nó ha. Thì không thể là mình nếu mà các bạn có thể dùng AutoNav kéo ra. Nhưng mà mình có thể nhân bản bằng cái là chúng ta nhấn Ctrl V này. Đây là mấy nghiêng ở đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không? Nhân bản thêm 8 7 lần nữa thôi ha. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đó. Sau đó bạn kéo ở layer cuối cùng á, bạn kéo nó qua một phía. Bạn muốn cái khoảng cách bao nhiêu bạn kéo bấy nhiêu. Sau đó bạn giữ cái đầu tiên đó, cái sau cùng này và cái đầu tiên này. Và bạn căn đều cho nó, căn tốt cho nó này. Và bạn căn đều theo chiều ngang ha. Đây, đây là đều chiều ngang đây. Bấm cái ha. Thì nó chia đều cho mình. Rồi sau khi chia đều cho mình rồi, sau rồi thì mình có thể là Ctrl E để mệt lại, để gộp tất cả các layer lại thành một layer và mình dùng nó ha. Thì sau khi xong rồi thì mình chỉ có thể là cần chân tê mình căn chỉnh thoải mái. Đó, thì các bạn có thể xem thêm ha. Xin chào các bạn ha.